Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Bầu trời Lam Vực ơi, không biết tự lượng sức mình. Lam Vực không nghèo giống như là động vực, nhưng giống như là đông vực, chỉ có một thánh hiền tiên kỳ mà cũng dám thu phục chúng ta. Quân dám có chủ ý với Lam Vực, chúng ta nhất định là sẽ khiến cho Hoàng Triều Trần Thị trở thành lịch sử. Phía sau Lữ Hoàng còn có cao nhân toàn năng chống lưng. Hoàng Triều Trần Thị ta thống nhất thiên hạ, không ai ngăn được. Ngươi nói không thiên, ngươi nói thông thiên đại đế hay sao? Đại đế là danh hiệu độc quyền của cường giả đế cảnh, hắn xứng hay không? Ếch ngồi đáy giếng, nếu như không phải là cao nhân, cả đời này của các ngươi cũng đừng hòng đột phá đến thánh cảnh. Chúng ta đột phá đến thánh cảnh, nguyên nhân là do thiên địa đại biến và bản thân lớn mạnh, sao có thể liên quan đến cao nhân mà ngươi nói chứ? Đại chiến những năm cuối của thượng cổ, bị thương đến thiên hòa, đại lục thần võ vì vậy mà gặp phải chấn áp của đại đạo. Đi vào thời đại mạt pháp, bây giờ thiên địa đại biến, linh khí hồi phục. Chính là vì cao nhân đã giải trừ áp chế của đại đạo. Đúng là lực cười thật, cho dù là cường giả đế cảnh cũng không thể nào điều khiển được đại đạo. Người tốt xấu gì cũng là cường giả thánh hiền tiên kỳ, lại dám ngông cuồng như vậy. Còn có chút khí thế của võ giả hay không đây? Nếu như cư dân của đại lục thần võ đương nhiên là không thể, nhưng cao nhân đến từ vùng đất cấm kỵ ở trong truyền thuyết, trái đất. Chỉ là có thiên đạo nhỏ bé, đối với cao nhân mà nói, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi để cao nhân chơi đùa mà thôi. Ây, não già này xem ra đã bị chúng ta đánh cho hư đầu óc luôn rồi. Nếu đã như vậy, chúng ta phải giết chết hắn, sau đó đi tìm thông thiên đại đế ở đông vực xử hắn. Ba tên hề mà cũng dám ngông cuồng với cao nhân hay sao? Kẻ bất kính với cao nhân, chết! Tiểu Vũ, sao con lại tới đây rồi? Nghĩa nào là cao nhân có dặn dò gì sao? Không, con gái tới đây là có chuyện muốn thỉnh giáo phụ thân. Mặc dù con và công tử đã có tiếp xúc da thịt, nhưng tại sao lại đem cơ hội quân lâm thiên hạ cho Khương Ngạo Hàn? Nữ hoàng bệ hạ có kinh nghiệm trị quốc, đương nhiên là phải giao lại cho cô ta thì thích hợp hơn rồi. Tiểu Vũ, con đừng làm theo cảm tính, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thống nhất thiên hạ của cao nhân. Bây giờ thân phận của con là bạn gái của cao nhân. Vậy thì phải làm tốt trách nhiệm của bạn gái. Bí quyết cha làm. Vậy ta không muốn trùng sinh đâu. Quyển sách này là vi phu đi khắp Lam Vực mới kiếm được, con hãy đem về mà nghiên cứu. Con gái biết rồi ạ, cảm ơn phụ thần. Sao có một cảm giác quen thuộc vậy? Ta hiểu rồi. Nơi đáng sợ của U Minh Huyễn Cảnh chính là có thể phục chế được một người giống hệt như mình. Muốn ra khỏi U Minh Huyễn Cảnh này chỉ sợ cần phải tiêu diệt huyễn ảnh của bản thân mới được. Cái gì? Bản thân đánh với bản thân? Đây không phải là cạn kiệt sức mà chết hay sao? Lạp mạng đi. Ma nữ, không phải ngươi nói bản thân đánh với bản thân hay sao? Cô ta đánh ta làm sao giờ? Đồ ngốc, bản thân ngươi không biết đổi lấy hay sao? Không phải người nói cao nhân sẽ đến cứu người sao? Sao giờ vẫn chưa tới? Câm mồm! Đường đường là thần thú, có chút khí phách có được hay không? Đừng chỉ biết đợi người khác đến cứu. Mặc dù nói như vậy, thái độ của cao nhân đối với mình vẫn luôn lạnh nhạt. Cao nhân thật sự sẽ đến cứu mình hay không?
Cơ thể đang còn tiêu tán. Không thể nào. Phía bắc có người đẹp, đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc. Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta. Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta. Sao có thể không biết vẻ nghiêng thành nghiêng nước? Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại. Đây là cao nhân đang còn đánh đàn. Cao nhân quả nhiên là đã ra tay rồi. Vết thương đã được chữa khỏi rồi. Tiếng đàn kỳ diệu thật. Thì ra mình ở trong lòng của cao nhân lại là một giai nhân. Đậu xanh, hóa ra cao nhân trong miệng ma nữ nói thật sự là tồn tại.